dẫn bà con cài đặt cái TV 32 Samsung 32 HD TV 32T 4300. Bật nguồn lên cho mọi người kết nối rồi. Xong nếu mà có anten thì phải kết nối tiếp anten, nếu mà không kết nối anten thì mình tiếp theo này. Sau đó nó tìm wifi này. Tìm wifi thì đây mình vừa mới kết nối mật khẩu sẵn rồi, nó có sẵn luôn, không thì mình chỉ việc đăng nhập mật khẩu vào là xong rồi. Đó, nó kết nối thành công. Thì góc màn hình nó có chữ tiếp theo này. Tiếp theo hoặc bỏ qua này. Mình phải đồng ý tất cả các điều khoản này. Điều khiển mới không sửa được đâu. Thôi mình quay trở lại nữa. Cứ đem xuống đây xem nào. Chưa đồng ý. Mẹ bảo đấy rồi. Đem xuống đây rồi các chú xem đấy. Nào hỏng cái nào. Đồng ý với tất cả các điều khoản của nó này. Tôi đồng ý tất cả này. Ok rồi. Thế sao vẫn bật được cờ của ấy đấy. Tiếp theo này. Cái tivi của cờ trên nhà bà ấy. Không biết rồi. Nếu mà khách hàng có dùng cáp hoặc là anten không dây thì mình ấn vào đây. Còn hiện tại là không dùng anten gì thì mình đặt về chế độ không nhận tín hiệu tivi. Là mình chỉ xem mạng. Khởi động xong là đã xong. Rồi, cái giao diện của nó hiện ra nó gồm đầy đủ tất cả. Đấy là vẫn giấy á. À, bây giờ mình vào thử YouTube rồi. Con này có rất nhiều những cái tính năng này. TV trực tiếp tức là dùng anten này. Hay là phần mềm ứng dụng Lex TV, cái này mọi người lên mua phải mua tài khoản bản quyền. Có cả kết hợp với Apple này. Cái này ai dùng iPhone thì kết hợp cái này. Kết nối với điện thoại. Điện thoại. Kết nối điện thoại. iPhone. Nhà này toàn dùng iPhone thôi. Mình có thể đăng nhập tài khoản này hoặc là không thể đăng nhập này. Mình nên bỏ qua này. Nếu mà ai có tài khoản thì đăng nhập vào nó sẽ để lại cái nhật ký cho người dùng. Thôi bác bỏ qua luôn, lúc nào bố con đăng nhập sau. Cái này đăng nhập sau được mà. Đấy. Bây giờ mình tìm kiếm thử này. Con này hình như không có tìm kiếm giọng nói. TV này chưa có tìm kiếm giọng nói. Ừ. Bây giờ mình tìm thử một cái video nha. Con sao nó lại có sẵn như này nhỉ? Cái này nó theo địa chỉ web. Và địa chỉ IP. IP của ấy nhá. Tức là nhà hay tìm những cái đấy. Nhà ai mà tìm nhiều về vấn đề gì, ví dụ XSTD thì sẽ thử vào luôn cái nhạc trẻ remix cái nào. Không. Xem cái này là ảnh nó đẹp thì xem cái gì mà nó không bị dính bản quyền nhỉ. Cái gì nó chẳng dính đây. Xem cái này chắc là TCL không bắt bản quyền. Cứ một cái 4K đẹp nhất đi xem nào. Thế nào nó không dính bản quyền vì nó khởi động chậm, mình tua lên một tí cho nhanh. Ví dụ đối với người lớn tuổi thì mình nên đặt cho khách hàng vào cái chế độ xong rồi nha. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh nha.